Hello everyone, welcome to the lesson today. First of all, I would like you to look at some pictures and tell me these activities in the pictures. Okay? Yes, what are the pictures about? What activities? Yes, reading books. The next pictures. Fishing, okay? What activities can you see? Watching TV, good. And the next pictures. Playing computer game. What are they doing? Yes, walking, good. They are walking. And what activities? Playing football. The next. What are you doing? Yes. He collecting stamps. Yes. Very easy. What activities? Okay. Swimming. And the next one. Mountain climbing. And when do you do these activities? Okay, you can do these activities in your free time or as weekend, or you can do these as your hobbies, right? Hobbies. Okay, we move to new lesson, Unit 13, Hobbies, Part A, Reading. First of all, I will provide you some vocabularies in the passage. The first word, accomplished. Accomplished. Yeah, listen and repeat. What does it mean? Yes, tài giỏi hay là làm nghề, tài ba. Look at the example. My uncle, who is an accomplished guitarist, taught me how to play. Nhưng mà chủ tôi, người mà rất là một người chơi đàn guitar rất là tài giỏi và đã dạy tôi cách chơi đàn. The next word, accompany. Accompany. The meaning kèm theo hay là đi kèm. Và mình có động từ thêm in, còn gọi là danh động từ. Đó là accompanying. Accompanying. Có nghĩa là điểm đàn hay là điểm nhạc. For example, he is very good at accompanying people singing with his guitar. Là ông ấy rất là giỏi về việc điểm đàn cho mọi người hát bằng cái đàn guitar của mình. The next word, modest. Modest. What is Vietnamese meaning? Okay, vừa, khiêm tốn. Look at this example. I have a modest little glass fish tank where I keep a variety of little fish. Và tôi có một cái bể cá bằng kính vừa và nơi mà tôi có thể là nuôi nhiều loài con cá nhỏ. Okay, các em ghi cả từ và ví dụ vào cho cô. The next word, look at the pictures. Yes, he an Elvis stamp collector. Right? Elvis, the Vietnamese meaning? Yes, say me hay là khao khát. For example, I would not call myself an Elvis stamp collector. It means tôi không cho bản thân mình là một người say mê sưu tầm tem. Tức là tôi khao khát hay là say mê trong việc sưu tầm tem. Look at the pictures. Yes, they are developed and discarded, developed. The synonyms is throw away. Đó là, what does it mean? Những cái bức thư mà bị bỏ đi hay là vứt đi. Bí thư đã vứt đi hay là bỏ đi. And the example, I collect the stamp from discarded envelope. Vậy tôi sưu tập những cái tem từ những cái bí thư đã bị vứt đi, thì vứt đi mình lại lấy cái tem để mà sưu tầm tem.
Now the next word. Indulge in. Và mình có danh từ là indulgence. Indulgence. What does it mean? Say sưa hay là đam mê. For example, I indulge in fishing, swimming and playing chess. Tôi là say sưa về câu cá, bơi lội và chơi cờ. Now look at the pictures. Is she very busy? Yes. Keep somebody occupied. Keep somebody busy. Very busy. Làm cho ai đó bận rộn. For example, they keep me occupied. Họ làm cho tôi bận rộn, luôn luôn bận rộn. The next word. Now listen and repeat. Accomplished, accompanying, modest, avid, discarded, throw away, to indulge in, indulgence, keep somebody occupied, keep somebody busy. Now, check in vocabularies by matching the words and phrases with their definitions. We have 7 words and 7 definitions, and read through and match. Now, number 1, accomplished with. Yes, see, well, trainer. Number 2, accompanying. Which phrase? Yes, tea. Going with a singer or using a musical instrument. And number 3, modest. Yes, not very big. Không quá lớn. And yes, eager or crazy. And number 5, discarded, throw away. And number 6, indulge in, which word? Okay, let yourself do something that you enjoy. And the last one, keep me occupied, very easy. Yes, keep me busy. Good. You, các em ghi hết những cái từ và định nghĩa của nó vào vở. Okay, to help you understand more about the test, we move to task 1. Now read the passage and decide. Now, you open your books and read the text carefully. If the sentence is foreign, you have to correct it to make it right. You see? Okay, read these sentences carefully. Now, the first sentence, the writer is an accomplished guitarist. Is true or false? It's false. Why? Look at this, the words in the passage. My uncle, who is an accomplished guitarist. So number 1 is false. Right? My uncle, no, his uncle. Đó là như vậy là gì? Chủ của tác giả chứ không phải là tác giả. Mình sẽ sửa lại câu nữa là his uncle is an accomplished guitarist. Vậy chủ của tác giả là một người chơi đàn guitar rất là tài giỏi. Cho nên câu thứ nhất là false. The next,
Number two, the writer's second hobby is keeping fish. It's true or false? Now, look at the sentence. Another hobby of mice is keeping fish. Right? Cái như vào câu chữ màu đỏ. Như vậy, sở thích khác của tôi đó là nuôi cá. Như vậy là cái câu số 2 đó là gì? Sở thích thứ 2 của tác giả đó là nuôi cá. So, it's true or false? Okay, it's true. Next, number 3. The writer fish tank is not very big. It's true or false? Now look at. Look at the sentence in the passage. I have a modest little glass fish tank. Yes. Như vậy tôi có một cái bể cá vừa, nên là không lớn. Cho nên là ý của cái câu số 3 là trùng với ý ở trong bài. Cho nên đó là true. Như vậy các em không cần sửa lại. Number 4, the writer is an avid stamp collector. Is it true or false? Yes, is it false? From the sentence, như vậy các em xem cái câu ở trong bài là gì? I would not call myself an avid stamp collector. Như vậy tôi không cho là tôi là một người say mê sưu tầm stamp. Như vậy cái câu đó là câu 4 là người say mê, cho nên là false. Thì mình sẽ sửa lại là gì? The writer is not an avid stamp collector. Okay? Rõ chưa? Now, the next sentence. Các em chú ý câu màu đỏ. He collects stamps from McCarthy's envelope. Như vậy ông ấy đã sưu tầm stamp từ những cái bì thư hay là cái phong bì đã bị vứt đi, bỏ đi. It's true or false? Look at the sentence in red color. Em nhìn vào cái câu. I just collect stamp, the stamp from the Ricardo's envelope. Như vậy là gì? Ý có giống không? Yes. Vậy là true. Thì mình sẽ không cần sửa lại. Đó là vì nó đúng rồi. The last one. He gets more foreign stamp than local stamp. It's true or false? Okay, it's false. Mostly, I guess local stamp. Như vậy là tác giả đã sưu tầm hồi là stamp nước ngoài hơn là stamp địa phương và local stamp. Và ở trong bài mình có câu là mostly, I guess local stamp. Nhưng hầu hết là tác giả sưu tầm ở stamp ở địa phương. Cho nên mình sẽ sửa lại câu này là như thế nào? He gets more local stamps than foreign ones. Or foreigns. Okay? Yes, we move on. Tattoos. You have to read the passage carefully and answer the questions. There are 5 questions. Number 1. What is the writer's first hobbies? Là sở thích đầu tiên của tác giả là gì? Number 2, why does the writer admire his uncle? Tại sao tác giả lại thán phục hay là khâm phục chủ của ông ấy? Number 3, how did he collect his fish? Ông ấy sưu tầm những con cá của ông ấy như thế nào? Number 4, where does he collect the stamp? Vậy ông ấy sưu tầm những cái stamp nó ở đâu? Và number, cuối cùng là câu số 5. Number 5, what does the writer do with the less common stamp and with common one? Vậy tác giả đã làm gì với những cái stamp mà ít phổ biến và với những cái stamp phổ biến? Thì ông ấy làm như thế nào? Nào các em mở sách ra và đọc đoạn văn cho kỹ và tìm cho cô câu trả lời cho đúng. Sau khi các em đọc xong và trả lời xong thì cô sẽ check lại câu trả lời cho các em như thế nào. Nào.
Number one, his first hobby is playing the guitar. Như vậy, sở thích đầu tiên của ông ấy đó là chơi đàn guitar, right? Number two, because he is an accomplished guitarist and he is good at accompanying people singing with his guitar. Bởi vì chủ của ông ấy là một người chơi đàn guitar rất là tài giỏi và ông ấy giỏi về việc mà điểm đàn cho người khác hát bằng cái đàn guitar của mình. And number three, he bought some in a shop and collected some other from rice fields near his house. Tức là gì? Ông ấy sưu tầm thu thập cá của mình bằng cách nào? Đó là ông ấy mua một vài con cá ở các cửa hàng bán cá và thu thập những cái một vài loài cá khác từ cánh đồng lúa, đó là rice fields, tức là cánh đồng lúa mà ở gần nhà của ông ấy. And number four, he collects them from discarded envelope his relatives and friends give him. Vậy ông ấy sưu tầm những cái tem đó từ những cái phong bì hay là bì thư đã bị vứt bỏ mà những bà con và họ hàng của ông ấy đã đưa cho ông ấy. And the last one, number five, he keeps the less common stamp inside a small album and he usually gives the common one to others or throw them away if no one wants them. What does it mean? Tức ông ấy giữ lại những cái tem mà là ít phổ biến ở trong một cái quyển album nhỏ và ông ấy thường là cho những cái tem mà phổ biến hơn cho những người khác, hoặc là ném chúng đi hay là bỏ chúng đi nếu như mà không ai cần. Okay, we move on to the last part of our lesson today. Now, talk about your hobbies. You will have to answer these questions. What's in your hobbies? When do you do it? How much time do you spend on it? And why do you choose it? Đấy, bằng việc là trả lời những câu hỏi này thì các em nói về những cái sở thích của mình. Cô sẽ làm mẫu hay là cho các em một vài câu trả lời mẫu để các em dựa vào đó và trả lời và nói cho cô thành ở nhà luyện tập và nói cho cô thành một cái đoạn văn. Okay, for example, my hobby is reading. I like reading when I have a free time. I often spend about 1 hour or 2 hours a day to read book. Or I often read book every afternoon or every night. I choose reading because it helps me to relax and get knowledge. Hoặc là các em có thể thêm vào những cái thông tin mà tùy thuộc vào ý kiến của mình. Ok, có thể là luyện tập từ nói và có thể là luyện tập nói với bạn của mình. Now, the last. Về nhà thì các em nhớ là học tất cả các từ vựng và ở trong bài và có thể là đặt câu với những từ vựng đó, ghi chép bài đầy đủ. Và cái phần mà các em vừa mới nói xong đó, tức là về nói về hobbies, nói về sở thích của mình, thì bây giờ về nhà thì các em viết lại cho cô một đoạn văn nói về sở thích của mình, và viết xong thì các em sẽ gửi cho giáo viên của mình để giáo viên của mình kiểm tra. Okay, thank you for listening.